Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người tham quan một chiếc tàu chiến thực sự và một chiếc tàu chiến thực sự. Đây là tàu chiến được sử dụng năm 1910 đến năm 1925. Tôi đang ở trên nóc cao nhất của con tàu này. Và đây là một cái tàu chiến cũ và người ta không còn sử dụng nữa, người ta lôi về đây người ta làm cái công trình thu hút điểm tham quan ở bang Texas, Houston, phố Houston. Trên này chắc cũng tương đương cao một cái tòa nhà khoảng 6-7 tầng gì đó. Và bên dưới hầm, từ cái mặt sàn đi xuống dưới thì đến tận đáy tàu nó khoảng tầm 6-7 tầng nữa. Cái tàu chiến như này theo biên chế thì có khoảng 1.200 lính và sĩ quan làm nhiệm vụ ở trên tàu. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan đi. Cách đây 100 năm người ta đã sản xuất ra cái con tàu này rồi, đưa vào trong Thế chiến 1 để chiến đấu đó. Thế mà nói vui vui ở nhà mình là vừa đóng cái tàu được 5 giờ đi ra ngoài, chưa cả hoạt động đã hoen dỉ rồi. Đây 100 năm chiến đấu các kiểu mà nó vẫn còn tương đối là sắt thép, còn tương đối ngon nghẻ như này. Tất nhiên người ta cũng có trùng tu, bảo vệ, sơn sửa. Nên tôi đánh giá là hàng Mỹ nó là hàng chất lượng, là vì thế rất nhiều các ụ súng máy. Mỗi một tầng đều có các ụ súng máy loại 4 nòng. Rất nhiều ụ như này. Rất nhiều. Kia là phía đuôi tàu. Và có những hai khẩu súng phòng pháo lớn. Rất lớn. Con tàu này thì tí tôi sẽ xem thông tin nói với các bạn xem là có nặng bao nhiêu tấn. Các bạn nhìn thấy không? Súng ống của nó, mỗi một cái boong tàu, mỗi cái mạn tàu của nó rất nhiều ụ súng. Quá là kinh khủng. Lối này chặn lối đi rồi. Quay lại. Đây là họ cho du khách đi tham quan thôi. Vé vào tham quan là 12 đô la. Cũng không đắt lắm nhỉ. Xem chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm việc của các sĩ quan ở bên dưới boong tàu. Rất là hay. Những cái nội thất bên trong là người ta khóa, không cho mình vào xem. Đấy, xuống tiếp này. Đấy, tàu rất là rộng. Chúng ta xuống xem một khoang nhé. Trên này là trên boong này, hay là xuống dưới này nè. Dưới hầm. Đây là các khẩu pháo lớn ở mạn tàu, gồm những khẩu pháo lớn 22 arrows. Đó, đây là các khẩu pháo. Tất nhiên đây là hàng trưng bày thôi, ông ruột thì có thể người ta đã tháo ra hết rồi, bây giờ thay thế bằng cái hàng trưng bày này. Ổ súng này. US Texas. Ta xem bên trong này. Là máy móc rất nhiều. Đấy, một súng nữa không? Đây là phòng làm bánh cho các thủy thủ. Bakery.
xuống hầm nữa nha, tham quan thêm hầm nữa rồi chúng ta lên nhé. Oh yeah, du lịch cùng Phan Anh. Rộng chưa? Bạn nhìn thấy rộng à, rất là rộng. Đây là cái cấu trúc của tàu đây, Battleship Texas đây. Cấu trúc của nó, các bề mặt nói chung rất rộng. À, đây là các phòng ngủ. Y tế gì chứ. Người ta tham quan sơ sơ đấy rồi nhỉ. Còn đi mà quay hết cái này cũng phải đến 1 tiếng đồng hồ quay không hết. À, đây là chỗ pha cà phê cho các thủy thủ. Đây là một cái khoang gì đó. Bên này cũng tương tự thôi. Tương tự thôi. Gần ra đầu tàu rồi. Gần ra đầu tàu rồi. Thôi nhỉ, ta tạm xì tốt cái video giới thiệu tàu chiến Battleship Texas của bang Texas, Hải quân Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại các bạn với các cái video trải nghiệm du lịch của Phan Anh tại địa chỉ youtube.com/marketing nha. Wow, awesome. Đây là cái khẩu này, là khẩu pháo này, khẩu pháo cỡ lớn này.